chuyên gia về da liễu và lĩnh vực làm đẹp. Ngày hôm nay thì tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn một chủ đề là cách chống da, cách làm như thế nào để chống cho cái làn da của chúng ta lão hóa chậm hơn. Và như chúng ta đã biết rồi thì theo thời gian và những cái ảnh hưởng tác động từ bên ngoài, thậm chí là từ ăn uống nữa, nó sẽ làm cho cái làn da của chúng ta bị lão hóa rất là nhanh. Và khi mà lão hóa như vậy thì làn da của chúng ta sẽ bị nhăn, trùng, chảy xệ, rồi là bị sạm màu, bị xỉn, thậm chí là xuất hiện cả nám và tàn nhang nữa. Thì sau đây thì tôi sẽ xin chia sẻ một cái vài cái bí quyết để giúp chúng ta, da của chúng ta sẽ không bị lão hóa sớm trong cái quá trình khi mà chúng ta phải tiếp xúc với những cái tác động ảnh hưởng của môi trường rồi là ăn uống. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu đó là biểu hiện của làn da lão hóa là như thế nào. Thì đối với độ tuổi từ 25 tuổi trở lên thì là làn da của ta, chúng ta đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn lão hóa rồi. Và cho đến khi mà tầm khoảng từ 30 đến 40 tuổi thì lão hóa sẽ diễn ra một cách nhanh hơn. Và tùy theo làn da của từng người, tùy theo những cái biểu hiện lão hóa sẽ xuất hiện khác nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy da của chúng ta mỏng đi này, khô hơn, ít dầu hơn, nếp nhăn và nếp gấp ở tất cả những cái vùng, ví dụ như là khóe mắt, vùng rãnh miệng hoặc là vùng trán sẽ xuất hiện nhiều hơn. Sắc tố da sẽ không đồng đều, có những cái mảng sẫm màu, có những cái mảng thì lại sáng màu. Và da của chúng ta có thể là xuất hiện cả nám và tàn nhang nữa. Xuất hiện hoặc là trước đây da của chúng ta chưa bị cái tình trạng mà bị giãn mao mạch, da không bị mỏng, thì bắt đầu trong cái giai đoạn mà lão hóa này thì làn da của chúng ta đã xuất hiện những cái tình trạng là cái mao mạch nó nổi lên rất là rõ. Và tiếp theo là ở cái phần vùng cổ thì chúng ta sẽ thấy là cái vùng cổ của chúng ta là sẽ nhìn thấy là cái da nó bị chảy xệ, nó tạo ngấn và chảy xệ, và tích tụ những cái tế bào sừng ở trên bề mặt của da rất là nhiều. Và bí quyết như thế nào để có thể ngăn chặn được một cái làn da không bị lão hóa sớm? Thì bắt đầu từ vào cái độ tuổi như tuổi 25 tôi vừa nói rồi thì đã xuất hiện lão hóa. Thì đến độ tuổi 30 thì những cái dấu hiệu này đã xuất hiện rất là rõ ràng rồi. Thì đối với cái tình trạng như thế này thì chúng ta cần phải chăm sóc ra sao? Thì cái việc chăm sóc chúng ta cần phải lưu ý ở những cái vấn đề như thế này. Đầu tiên chúng ta cần phải tuân thủ quy trình chăm sóc da cơ bản. Quy trình chăm sóc da cơ bản thông thường hàng ngày là gì ạ? Tức là cái phương pháp này thì được nhiều người áp dụng, ví dụ như là tẩy trang, rửa mặt, tẩy da chết tuần từ 2 cho đến 3 lần. Và theo các chuyên gia, các thẩm mỹ thì cho rằng, các nhà thẩm mỹ thì cho rằng là đây là cái phương pháp và cách chống lão hóa, làm sạch da cơ bản và rất là cần thiết, vì nó giúp cho da của chúng ta phục hồi tốt hơn, đem lại cái sự tươi trẻ, loại bỏ tất cả những cái hiện tượng mà mệt mỏi xuất hiện ở trên làn da của chúng ta. Và ngoài ra thì các bước chăm sóc da cơ bản này chính là cơ sở, là tiền đề để hấp thụ tất cả những cái chất dinh dưỡng khi mà chúng ta sử dụng những cái loại kem khác nhau, ví dụ kem chống nhăn, kem chống lão hóa, kem điều trị, thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Và chúng ta nên duy trì cái phương pháp này mỗi ngày và nên duy trì từ rất là sớm để sau này hiệu quả của chúng ta sẽ đạt được cao hơn. Còn cái phương pháp thứ hai đó là cái phương pháp massage. Khi mà massage thì sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta được thư giãn, giảm stress, lưu hoàn mạch máu ở trên bề mặt của da. Massage thì sẽ là tùy thuộc vào tình trạng của da. Ngoài ra thì massage còn có cái tác dụng là làm chống lão hóa, làm nâng cơ. Nâng cơ mang lại một cái khuôn mặt, một cái làn da chúng ta lúc nào cũng sẽ trở nên rất là rạng rỡ. Và cái tiếp theo, cái thứ ba đó là cái để làm chống lão hóa chậm đi, đấy là cái phương pháp mà chúng ta làm hàng tuần, đó là cách đắp mặt nạ. Mặt nạ thì cũng có một số những cái công dụng nhất định như sau, ví dụ như là cấp ẩm, cấp nước, làm dưỡng da, chống lão hóa, giảm nhờn, giảm mụn, vân vân và vân vân. Khi sử dụng những cái mặt nạ thiên nhiên sẽ là những cái phương pháp tối ưu dành cho các bạn. Các bạn nên lựa chọn những cái phương pháp này để áp dụng cho chính bản thân mình. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là chi phí sẽ rẻ hơn, và thứ ba nữa là sẽ có cái tác dụng rất là tốt trong quá trình làm chậm cái sự lão hóa của làn da. Và cái phương pháp điêu khắc lông mày 6D này thì nó sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Ví dụ như là lông mày xấu này, khuôn mặt không cân đối này, hoặc là hàng ngày chúng ta phải mất quá nhiều thời gian cho cái quá trình mà chúng ta make up hàng ngày. Và hiệu quả của nó thì ra sao? Hiệu quả đối với phương pháp điêu khắc lông mày thì hiệu quả duy trì khá là lâu dài. Tùy theo cái màu mực của từng thẩm mỹ viện thì là cái hiệu quả của nó sẽ có thể từ 2 cho đến 3 năm. 2 cho đến 3 năm.
và sau đó thì các bạn có thể là làm lại, giọng lại một chút thôi, và cũng có thể là chuyển đổi sang cái phương pháp mà mình làm khác. Và đối với cái phương pháp này thì có an toàn hay không ạ? Thì tôi xin khẳng định với tất cả các bạn rằng phương pháp này là phương pháp an toàn tuyệt đối, nó không bị tổn hại cho sức khỏe. Tuy nhiên thì trong cái quá trình khi các bạn lựa chọn phương pháp này thì các bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi vì là nó không phải là cái phương pháp mà xăm thông thường như trước đây. Nó bị tổn hại đến da, nó bị làm cho chúng ta bị sưng, bị bong chóc quá nhiều, thì cái phương pháp này là một cái phương pháp rất là nhẹ, chỉ là tạo những cái sợi giả đan xen với những cái sợi thật của chúng ta thôi. Và khi mà điêu khắc lông mày 6D thì là nhiều người bạn hỏi tôi rằng là chi phí bao nhiêu là tốt nhất, thì tôi cũng xin chia sẻ là đối với cái phương pháp điêu khắc lông mày thì chi phí trên thị trường hiện nay nó sẽ dao động rơi vào tầm khoảng từ 1,5 triệu cho đến 3 triệu một cặp lông mày, một cặp lông mày. Và các yếu tố tác động đến chi phí đối với điêu khắc lông mày 6D, ví dụ như là tên tuổi của thẩm mỹ viện chẳng hạn này, hoặc là do cái hình dáng khuôn mày điêu khắc, do loại mực xăm, do các dịch vụ hỗ trợ vân vân và vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí tổng thể của điêu khắc lông mày. Còn nếu không có thì nó sẽ dao động tầm khoảng từ 1,5 triệu cho đến 3 triệu các bạn nhé. Và đối với cái việc mà để cải thiện khuôn mặt của mình một cách tối đa và làm cho cái khuôn dáng lông mày của mình được đẹp triệt để hơn, thì cái điều vô cùng quan trọng trong cái quá trình khi mà chúng ta làm cái phương pháp này, thì đầu tiên chúng ta phải lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín để có thể là tìm hiểu được cái phương pháp này ra sao, chi phí như thế nào và quy trình như thế nào. Và quan trọng nhất là mình khi mình đến, mình tiếp cận, mình tư vấn, mình phải thấy là bên họ phải là chuyên nghiệp, quy trình đầy đủ, nguyên liệu thì phải có nguồn gốc rất là rõ ràng, vấn đề về y tế rồi là vấn đề về sức khỏe phải được coi trọng. Thì đó những cái vấn đề rất là quan trọng khi các bạn lựa chọn một cơ sở để có thể là làm cái dịch vụ này. Và hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ đẹp hơn sau khi sử dụng cái phương pháp và điêu khắc lông mày 6D. Chúc tất cả các bạn sẽ luôn luôn xinh đẹp.